Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay á thì mình sẽ làm một cái video nói về cái cách đắt, cái cách mà trộn giữa đậu đỏ và bột cám gạo, bột đậu đỏ và bột cám gạo với nhau để làm đẹp trong tắm trắng và đắp mặt. Thì hôm trước có một bạn yêu cầu mình làm một cái clip chia sẻ về cái cách mà đắp trộn như thế nào và đắp ra làm sao, đắp mặt và tắm trắng ra làm sao. Thì hôm nay mình sẽ làm nhé. Đây là bột đậu đỏ của Thế Giới Bột, đây bột của bên mình nha, bột đậu đỏ. Còn đây là cám gạo, đây là sữa tươi không đường. Tại sao lại dùng sữa tươi không đường? Thường á thì các bạn có thắc mắc, các bạn mà có thắc mắc là tại sao mà dùng sữa tươi không đường hoặc là sữa chua không đường ấy, thì khi mà các bạn làm nha thì các bạn để ý là những cái loại mà có đường á thì nó sẽ làm giảm cái hấp thụ của da. Thứ hai á là đường á mà các bạn trét lên da của các bạn á thì các bạn nó rất là rít, các bạn hình dung đi, nó rất là rít đúng không? Nên là thường thì người ta sẽ khuyên là sữa tươi không đường với cái lý do đó. Và thứ hai đó là khi mà các bạn làm đẹp mà dùng đường bỏ lên da thì nó cũng không tốt nữa. Ok, thì cái sữa tươi không đường nha, hoặc là sữa chua không đường đều được. Ok, thứ hai thì trong cám gạo á, có rất là nhiều bạn cứ nghĩ là cám gạo á là một cái cám nó không nó vứt đi, nhưng thực tế á thì nó là chiếm tới 65% dinh dưỡng, và dinh dưỡng trong hạt gạo nha. Có nghĩa là dinh dưỡng ở đây là vitamin và khoáng chất á, chứ không phải là tinh bột. Bởi vì lượng tinh bột trong hạt gạo nó rất là cao. Các bạn để ý cái cám gạo này. Trong cái cám gạo á là nó nằm giữa cái vỏ trấu của hạt gạo và gạo. Sau khi mà được máy nó lau bóng á thì nó sẽ và tách vỏ trấu ra thì sẽ được là cám gạo này. Bởi vậy là cám gạo này á nhìn nó hơi xù xì thế thôi, nhưng mà nó rất là giàu dinh dưỡng đấy, giàu vitamin E, vitamin A, rất là nhiều dinh dưỡng. Nó tương tự như là bột đậu đỏ, nhưng mà bột đậu đỏ thì nó có một cái rất là hay, đó là nó được nó khi mà các bạn tắm trắng đó thì nó sẽ những cái hạt mà trong hạt đậu đỏ này nè, mình sẽ giới thiệu sơ qua tí rồi mình lạc ha. Trong cái bột đậu đỏ là nhờ cái đây, oh shit, đây các bạn để ý thấy này, đậu đỏ là đậu đỏ tươi nha, đậu đỏ mình làm là đậu đỏ tươi và đậu đỏ Tây Ninh. Và những cái hạt đậu đỏ á, thì cái vỏ bên ngoài á nó chính là giống như là một cái giấy nhám vậy các bạn. Các bạn thoa lên da, các bạn chà liên tục vậy này thì nó sẽ là giống như một cái ma sát để là tẩy tế bào chết. Và khi các bạn kết hợp giữa đậu đỏ và bột cám gạo á thì nó sẽ làm cho cái khả năng hấp thụ của da của bạn trở nên tốt hơn và tẩy tế bào chết tốt hơn, giúp làn da trở nên trắng hồng rạng rỡ hơn và hấp thụ vitamin E tốt hơn, nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Ok, thì sau khi mà mình giới thiệu qua rồi thì bây giờ mình sẽ làm ha. Có rất là nhiều công thức, nhưng mà thường thì người ta đưa ra một cái công thức, đó là cho 2 muỗng cám gạo vào, sau đó là cho tiếp 2 muỗng đậu đỏ và cho tiếp là 2 muỗng sữa tươi không đường. Nhưng thực tế nếu mà các bạn cho khoảng 2 muỗng, đây cho mình cho khoảng 2 muỗng cám gạo nhá, cho khoảng 2 muỗng cám gạo này vào này, rồi cho tiếp 2 muỗng đậu đỏ vào, và mình cho tiếp là 2 muỗng sữa tươi không đường vào á, thì mình khẳng định với các bạn luôn, đây sữa tươi không đường, thì mình khẳng định với các bạn luôn nó không đủ nước, có nghĩa là không đủ sữa để làm cho cái bột nó trở nên sệt sệt để mà khi mà các bạn tắm trắng hoặc đắp mặt lên. Đây mình cho các bạn thấy luôn, 2 muỗng này, 2 muỗng, đây 1 muỗng nha, nó đầy rồi các bạn, 1 muỗng này, hai muỗng này, đây các bạn thấy không, đây mình cho các bạn coi này, hai muỗng nó không ăn thua, có nghĩa là hai muỗng nó không đủ thấm á các bạn, đây nó khô rang à, đây các bạn thấy không, hai muỗng này, hai muỗng nó không ăn thua, nó khô rang à. Thì khi bởi vậy á, khi mà các bạn đắp á, bạn nói ủa tại sao mà mình đắp hai muỗng cám gạo, hai muỗng đậu đỏ vào mà tự nhiên không thấy nước, nước nó không có sệt được như là trên 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 kia người ta làm, thì thực tế là
các bạn hình dung như thế này nè, sữa tươi á thì nó làm từ sữa bò đúng không, nó rất là tốt. Thứ hai á, đậu đỏ là từ các hạt đây. Thứ nhất là mình nói sơ qua nhé, thứ nhất là sữa tươi á, thì nó rất tốt, sữa tươi không đường, nó làm từ sữa bò đúng không. Thứ hai, đậu đỏ thì làm từ các hạt đậu đỏ rồi, đậu đỏ nguyên chất rồi, mà đậu đỏ tươi rồi thì thiên nhiên nó không vấn đề gì cả. Thứ ba thì đó là cái cám gạo, cám gạo thì làm tất từ cái hạt gạo ra. Thì ba cái sản phẩm này á, nó không có tác dụng phụ hay là nào, nó không có bị ảnh hưởng gì cả nếu như các bạn bỏ cái này nhiều, bỏ cái kia ít. Có nghĩa là mình ví dụ cho các bạn một hình dung như thế này, rất đơn giản này. Các bạn nấu một nồi cơm đúng không, bạn nấu một nồi cơm mình bỏ hai lon gạo, bạn bỏ hai lon gạo, bạn bỏ là thêm một lon đậu nữa, đậu đỏ nữa, và các bạn bỏ hơi nhiều nước thì nó thành cháo, ăn vẫn được, rất là ngon và rất là bổ đúng không. Nhưng mà nếu các bạn bỏ là hai lon đậu, một lon gạo, hai lon đậu này, hai lon đậu đỏ, một lon gạo và đổ nước ít hơn thì nó vẫn ok, nó cơm nó hơi khô thôi. Bởi vậy á, thì nếu mà các bạn khi mà các bạn đắp mặt á và tắm trắng á, thì mình khuyên đó là các bạn cứ đổ cho nó cảm giác là nó sệt đi. Có nghĩa là nó sệt sệt dễ, tùy vào cái độ đặc hay độ lỏng của các bạn. Mình đổ thẳng luôn này, tùy nha. Có nghĩa là mình thấy là nó sệt sệt vừa đủ là mình ngưng thôi. Có nghĩa là mình cảm thấy ok là mình ngưng. Thì các bạn khi mà các bạn làm cũng thế, các bạn cứ đổ cho nó thoải mái, chứ cũng không cần phải theo một cái công thức chuẩn đâu. Bởi vì ba cái sản phẩm này á, thực lòng mà nói thì nó đâu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu khi các bạn đắp mặt lên hay tắm trắng lên. Nhưng mà không phải là đổ quá nhiều, bởi vì đổ quá nhiều thành cháo đúng không, cũng muốn ăn cơm mà. Ok, đổ thêm tí nữa ha, nó hơi còn, nó còn đặc quá, đổ thêm tí nữa. Các bạn đổ thì phải cân nhé, mình cân cảm thấy là nó vừa rồi, mình vừa đắp mặt được rồi, hoặc là vừa tắm trắng được rồi là ok. Chứ không, mình không có cân là 4-5 muỗng gì đâu. Các bạn cứ đổ cho nó thoải mái tí đi, không sao. Có vẻ là chừng này là được rồi các bạn ơi. Mình thấy là như này, đó. Mình quậy ra nó như thế này là mình đổ ok rồi. Đây. Đây. Là một cái hỗn hợp rồi các bạn ơi. Như thế này là vừa đắp mặt vừa tắm trắng là rất ok luôn. Mình bỏ 2 muỗng đậu đỏ nha, 2 muỗng cám gạo, cộng thêm là một ít sữa tươi. Sữa tươi thì các bạn cân các bạn đổ thôi, mình không có biết bao nhiêu muỗng cả. Ok, nó như thế này, nó dẻo như thế này các bạn này. Đây, nó dẻo như thế này nha. Đây, cực dẻo và cực đã luôn, đã cái tay lắm bà con ơi. Rồi, sau khi mà mình làm xong cái hỗn hợp này rồi thì bây giờ mình sẽ là thí nghiệm trên da của mình cho các bạn thấy nha. Ở đây là da của mình. Khi mà các bạn tắm trắng á, các bạn tắm trắng thì các bạn tắm toàn thân chứ không phải là tắm mỗi cái tay đâu. Tắm body, tắm toàn thân mà. Thì các bạn sẽ đắp như thế này. Đó, các bạn chà như thế này. Đây, các bạn chà như thế này nha. Bạn chà vòng. Thì sợ nó sẽ ma sát cái tay của mình á, nó sẽ làm cho cái da của mình, thứ nhất là thẩm thấu hơn. Đây, thẩm thấu đều hơn và nó giống như được ma sát hơn. Đây nhìn chà như thế, không biết các bạn thấy không nhỉ. Đây, chà như thế. Đây đó, làn da mình chà khúc đây thôi cho các bạn. Đó, các bạn thấy không, đều ra đó như thế này nha. Đây là tắm trắng body, các bạn thoa toàn thân là như thế luôn á. Còn khi mà các bạn đắp mặt ra thì các bạn cứ quét bình thường thôi. Ví dụ quét bên này, mình đắp mặt nha. Đây là bạn hình dung là đây là khuôn mặt đi. Đây, đó, các bạn đắp lên, đắp đều ra, không có trà, nhưng mà các bạn đắp đều ra. Đó, đều ra. Đó, đó như thế này thôi. Là xong rồi. Để khoảng là sau khi mà đắp như thế này xong á, thì để khoảng 20 phút sau á, các bạn rửa lại bằng nước ấm hoặc là nước lọc đều được nha. Hạn chế là rửa nước lạnh. Rửa nước lạnh thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó không tốt bằng rửa nước ấm đúng không. Đó, nó cực kỳ đơn giản như thế thôi. Bỏ 2 muỗng cám gạo, 2 muỗng đậu đỏ. Đây, 2 muỗng đậu đỏ. Xong rồi cho khoảng tầm 4 đến 5 muỗng sữa tươi. Các bạn đổ sữa tươi thì cân là đổ vừa đủ mà nó dẻo, mà nó dễ đắp như thế này là được. Đừng có quá lỏng. Lỏng thì nó không có dính da, nhưng mà nó không, cũng không khó ma sát hơn. Nhưng mà lỏng mà đặc quá thì nó cũng khó mà để mà đắp mặt hay là khó để tắm trắng đúng không. Ok,
Đơn giản thế thôi, nó rất là đơn giản mà, đúng không? Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đây đã đến phần quảng cáo của mình. Xin lỗi các bạn nha, nếu như mà ai mà không thích quảng cáo thì thôi. Mình có bán cái bột đậu đỏ này ha. Các bạn có thể là vào cái đường link phía bên dưới là có website, fanpage và trang cá nhân của mình. Các bạn có thể liên hệ với mình hoặc qua số điện thoại nữa. Thì đấy, thì các bạn nếu mà muốn mua bột đậu đỏ, và hiện tại á, thì bột cơm gạo thì mình chưa bán, nhưng mà một thời gian nữa chắc là mình cũng có bán đấy. Nên mà nếu các bạn vào sau này mà thấy mình có bán cơm gạo rồi á, thì cũng ủng hộ cho mình nha. Còn đây là đậu đỏ, mình có bán rất là nhiều loại bột, nhưng mà tạm thời là mình hôm nay mình giới thiệu bột đậu đỏ thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Chào các bạn.